Mùi thơm quyến rũ chẳng cần sử dụng nước hoa với body collagen tươi của nhà BC Cosmetics này nha. Ở cái hộp kem body nhà BC Cosmetics để mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng nha. Wow. Cái dòng sản phẩm là kem mà sệt sệt như này thì rất là nhiều chị em người thích rồi nha. Đầu tiên thì em sẽ thoa lên da trước để mọi người xem nha. Đây, bây giờ sẽ tán nhẹ ra nè. Thấm rất là nhanh luôn, thơm sang cực kỳ. Đó, có một cái lớp màng sinh học bảo vệ da của nhà BC Cosmetics này. Khi mấy chị thoa lên á, không chỉ là trắng lên nè, nâng tông lên nè, mà làm sáng da có một mùi hương thơm quyến rũ, mà nó còn có một cái lớp màng bảo vệ da giúp da chống lại những cái tia UVA, tia UVB và những cái tia làm sạm da nha. Ở đây á, là kem body collagen tươi nhà BC Cosmetics á, thẩm thấu rất là nhanh, không có bị lộ kem, không bết dính, cũng như là làn da của chúng ta không có một cái dấu vân tay. Cái mùi hương lưu trên da của dòng sản phẩm BC Cosmetics này á, thì lưu hương trong vòng là 12 tiếng đồng hồ. Và khi mà các chị mà đụng nước hoặc là rửa tay hoặc rửa chén đi nữa, cái tay của mình không bị nhớt kem, không lộ kem nè, không bị trôi kem, và mùi hương thơm nó vẫn quyến rũ bên cạnh các chị trên cái làn da này. Và đó là một cái điều rất là đặc biệt, cũng như là đây là một cái đặc điểm của dòng sản phẩm BC Cosmetics mà đối với tất cả các chị em hầu như ai cũng sẽ hài lòng với cái cách. Bởi cái mùi hương thơm rất là quyến rũ, rất là sang chảnh, và cái độ mắt cúp cho da nè, cái độ thẩm thấu của kem. Và mọi người ơi, đây là bảo bối làm đẹp của tất cả các chị em. Hãy nhanh tay alo cho công ty bên em để được tư vấn cũng như là được đặt hàng với dòng sản phẩm body collagen tươi chính hãng này nha. Bye bye mọi người.